Biết rồi. Ông gì? Ông bà. Thấy rồi, thấy rồi. Mà quýnh đủ má. Thắng kìa. Đủ mẹ chứ nổ luôn à. Vậy. Đi vòng qua bên chị nè. Đi thẳng tới luôn, đi thẳng tới. Thẳng tới không được, đủ mẹ đường đâu đi. Rồi sao thì mẹ đi vô nó không quýnh. Đi mẹ ai biết. Đi thẳng là được mà. Thôi biết đường đi, đủ má biết đường đi. Nằm với dây chân á. Nhiều, nằm dưới lượng. Dưới lượng hả? Ừ. Em nói bữa chơi em đó rồi. Bây giờ bước phóng ra. Chắc có một con à, có nhiều con nãy giờ. Đỉ mẹ, sao bị con luôn rồi. Sao bị con bài lên quýnh. Gì đó, lấy mà quạt đốt ở nữa. Được rồi, được rồi. Đốt cái lá kìa rồi. Má phải lồn. Rồi đứng tới đây mà. Ủa đi ra không được hả? Đi thẳng tới không được hả? Được. Má cái giò ơi, cái giò em sao em chạy được trời. Thôi đừng có chạy bước ra đi ở chứ. Kìa nó bay kìa, không đỉ mẹ nó. Hồi nãy bước vô được mà. Kìa mẹ đi. Không bằng bánh đéo sao đâu. Vô Linh Minh. Ừ, nhưng mà con thú kìa. Bắn đi, không, nó nhảy vô đó, cùng lắm đó. Từ từ đứng có ra. Má đậu, nó đậu thấp dũng luôn, nó nhảy lên. Má, ông này quýnh, nó quýnh tôi nữa anh em ơi. Má. Đụng mẹ gần 20 con hả cha. Bước qua bên bạch lá kìa, hướng bạch lá kìa. Anh lội thêm liều không ta? Đây đâu, nè, bước qua đường này được không? Trời. Hử? Qua đường này ra được nè. Anh Minh, ông lôi quắn cái đuốc đi. Không, được đâu, được đâu, được rồi, được rồi. Không sao đâu. Bước qua đúng rồi đó, từ từ thôi, bước qua đường này ra được nè. Má gì nó không bằng kìa. đeo đó có ông không vòng ơi? Từ từ, bè từ hú trước đi. Má người bên kia bắn nó.
đâu. Thôi để đi qua em luôn. Đụ má quýnh giò hay hai mà dít kìa trời. Cứ ngắt cái giò luôn rồi. Cái gì? Sao đâu? Em dòm ai? Ba nó quýnh giò hai mà dít gì đó. Rồi đụng chai gai nó má ơi. Hết đường đi luôn. Em kiếm cái em quăng cho anh nghe con chuyện. Trời ơi đụng má nó quýnh giò tôi giờ cứ ngắt cái giò luôn rồi mẹ. Má sao đi qua nó quýnh vậy? Phải đi qua mà nó quýnh là anh về rồi. Má què nữa anh em ơi. Ôi. Hình như được rồi chuyện ơi. Được rồi chuyện ơi. Má cái giò anh chạy không được phải nãy giò mạnh anh chạy qua đúng rồi. Ừ. Được rồi được rồi. Rồi để đẩy đất đi. Đừng cho nó lúng là được. Không trên đầu em nè. Đâu? Rồi, không đụng nó được rồi. Rồi. Rồi xong, thoát rồi. Thấy biết rồi, biết rồi, đâm giò nhừ cho người ba ơi, đụng mẹ hai ba dít. Muốn vô gót hai ba dít. Ở đâu? Nè. Không. Đường này chui được không? Bước qua đó đi không sao đâu. Má đừng. Kìa, bước qua đằng kia kìa. Rồi. Nó được quýnh mặt được rồi, quýnh giò anh bình thường. Anh cũng cừ cái vụ của ông lắm. Anh muốn quýnh anh đâu cho chạy đâu. Cặt nó xé dây luôn rồi. Cặt nó quýnh nhự đây nè. Một vít trong quần nè. Má gỡ kim ra. Kim gì ông bạn quýnh cái kim gì? Thọt bỏ cái giò lên. Quýnh bỏ kim á ông nội. Thọt cái giò lên là đủ má tán bóp. Á lộn thiệt chứ. Đây chạy gai nha. Có ông đó. Ừ, biết rồi, biết rồi. Không, cứ nói có ông là anh nghĩ là gần chỗ gốc cây bự đó. Bữa em nói anh đó vừa qua cái em đè nhánh cây vô bắp đùi em đó, tán vô nhất liền trên cái đầu cây đó. Ủa mẹ hồi nãy mà hai ba con là anh chạy mà chạy dò sao vậy chạy. Má để xuống cái chồng con vậy đó. Nó túa gà, má quýnh. Cứng chắc chắc. Quýnh cho nó quýnh luôn chứ chạy đâu giờ. Cái dò sao vậy? Má gặp ông dễ chết mà. Không, ông dễ cần không chạy thôi. Biết ông bằng quýnh là đâu không chạy thôi. Hai bít này nè. À, đào quá. Thôi xong anh em ơi, bị ông quýnh này nè, bị ông dí.